Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nguyễn Duy Hưng chủ trì cuộc họp triển khai các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công điện số 199 ngày 28 tháng 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hưng Yên quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra nhằm đánh giá hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra về công tác chỉ đạo điều hành phòng chống dịch trên địa bàn tập trung đối với đợt dịch tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, đồng thời kiểm tra thực tế việc thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch của các cơ quan đơn vị, trường học, doanh nghiệp, trung tâm thương mại. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các đoàn lựa chọn đối tượng kiểm tra cho phù hợp, tập trung vào các cơ sở y tế, doanh nghiệp, khu cách ly tập trung, khu đô thị, nơi tập trung đông người, tùy mức độ để đánh giá xử lý các vi phạm quy định về phòng chống dịch. Việc kiểm tra sẽ được tiến hành đồng loạt tại 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.